Để chui làm cái dàn này thì trồng su su các bạn ạ, nhưng su su thì đến chậm hơn. Đây trồng cả su su rồi nhé các bạn nhé, nên là chú ấy trồng phi lao trước, tranh thủ thu hoạch một vụ phi lao để này su su này cho lên, nhưng mà cho nó lên cùng nhau luôn đấy. Đây là vụ đầu thôi, từ năm sau trở đi là chú ấy sẽ trồng su su hết. Ở đây là diện tích vào tổng hơn 7.000 mét các bạn ạ, dàn rất là rộng, làm bằng dàn thép hết các bạn nhé. Những dây kéo kia là những dây thép bọc nhựa để chống nóng khi mùa nắng nóng. Đang hoàn thiện nốt cái dàn này các bạn này. Bạn hệ thống nước tưới tự động các bạn ạ, gần như tưới nhỏ giọt luôn. Đây là những van xả nước các bạn nhé, xả nhiều hay ít thì mình điều chỉnh cái vát này đây, để tưới cho từng gốc luôn. Còn đây là cái bể chứa nước, chú ấy bơm từ giếng lên xong cho vào cái bể này, xong từ cái bể này thì mình sẽ bơm sang cây đường trục chính và chia các nhánh nhỏ qua này. Quá rộng mênh mông luôn, gần 7.000 mét vuông các bạn ở khu này.
Đấy, khi xong dàn thì cả Ví và Susu chuẩn bị đến hết rồi các bạn, đến tới dàn rồi. Chú ấy làm cái dàn này mất hơn tháng các bạn ạ. Mất hơn tháng mà thường thường ngày nào cũng tầm khoảng 6 đến 7 người làm ấy. Chi phí đầu tư vào cái khu vườn này cũng nói chung cũng đã khá khá. Giờ Susu vừa đến tới dàn rồi các bạn. Ở nhà chuẩn bị bữa cơm tổng kết anh em đến giúp dàn Susu các bạn nhé. Chị không ở đây rồi. Hôm nay này có món thịt cày rồi, thịt chó các bạn ạ. Chú Triệu vừa mua một con à chú Triệu? Mua nhà họ bán đi xong chú Triệu chú mới mua về thì làm thịt các bạn nhé. Đấy. Chó này làm mấy món đây chú Triệu? Làm 3 món rồi anh ạ. 3 món à? Đây có món lòng dồi này, một món xiên nướng này, một món nấu canh chua, món luộc, có 4 món chứ? 3 món nữa. 4 nướng dồi luộc canh chua. Ừ, đây canh bón bén mà 10 cân thôi con chó ấy. Làm 4 món đủ hết. Thịt đỏ chót đấy nhỉ, thịt chó này. Cho cả lá mưa à? Mắc khén. Tỏi. Canh bắn đó. Quay cho bên nhà nha. Cái kiểu này chung mưa. Gia vị cho vào món dồi cây nhỉ, dồi chó. Gồm có lá mơ này, rau mùi này, rau húng này, rau húng vịt. Xong một ít đỗ nào bạn ơi. Ớt mắc khén nữa này không nhỉ? Ớt mắc khén. Ừ, đấy. Chỉ cháu. Con xếp hàng ở sáng. Cái này chúng mình đi ăn đều. Mắm tôm. Cái này mồi ruồi căng lắm ấy. Xôi rồi, thịt xôi rồi. Sao biết nữa chứ ai? Thêm à? Thơm hơn rồi. Cô nhìn hấp dẫn phê đây đấy. Chắc sẽ bùi lắm bởi vì cho nhiều đố nhỉ ông nhỉ. Ngon. Cái dạ dày nó chắc. Chắc lắm. Ừ. Làm đơn giản nhỉ. Mùa này nóng ruồi nhiều quá.
thả rồi trên đây qua. Ừ. Đi bên này. Ừ. Con đi. Món ngoài xà đây là xong này các bạn này, nhìn hấp dẫn phết đấy không nhỉ. Xong món ngoài xà cái đấy đam canh thôi, thừa này, thừa một ít đây, vịt luộc lá chín này. Chắc phải thêm nước lên nấu canh ấy nhỉ. Đây, thịt chó luộc đã chín này. Đấy, tí ngoài mình băm nó mới đẹp thịt được. Cái kia là phải cho nước vào gần đây ấy. Nấu canh với lá vón bén. Chân mình cắt đi, họ cần nói cho mình quá. Chân luộc ngon mà. Sắp chín chưa không? Chưa. Chưa à? Căn bản là luộc cái dồi chó này thì luộc đơn giản thôi vì ruột của nó rất là dày. Nếu mà ruột dồi heo thì phải cẩn thận lắm không nhỉ? Đây đã chín này các bạn ơi. Mang đi nướng thì cho nó mùi thơm nhỉ không nhỉ? Vào kẹp nướng. Cho vào kẹp nướng. Cho mùi thơm. Đây, còn cái dạ dày của nó chưa chín các bạn nhé. Đẩy qua. Rồi, cho vào nướng thôi ông ơi. Cái mỏ sáng cái mỏ đấy, một cái tiết kia. Đây, quá hấp dẫn này các bạn ơi. Cái này ba mâm này các bạn ơi. Đây, các ông khởi động rồi các bạn ơi. Một tháng nữa phải có quà đấy, không có quà là không được đâu. Con mi văn chó văn mình lên à? Mà tánh mi rồi là rồi chúc sức khỏe nhá, hoàn thành cái dàn su su mới là thu hoạch cho thật nhiều quả vào nhá, và giá cả bao giờ thuận lợi nhở. Đâu mấy năm bây giờ, chúc sức khỏe nhá. Đây. Thợ thì toàn người nhà mình hết thôi, không phải nhá.
Đó, mua đây, mua được rồi, phải cả hàng, sáng biết đâu. Đây là bánh xa nhá. Đây là thịt cay nướng. À, gì không ba là sáng nay bán bán ngon đấy nhỉ. Đi tao ta phải nhìn xuyên luôn, ta phải nhìn xuyên luôn. Ô, nó mưa nhiều mà. Tôi chán thứ hai xong rồi, mời thôi nhỉ. Phải uống can đấy, dàn su su nó mới chắc đấy. Thôi chén thứ hai đi. Kiên áo hành đấy. Hành đấy, áo hành hành đi. Uống cạn hết rồi. Còn hai quả nhá. Đây canh măng này các bạn này. Còn kia là xương chó. Ôi cái này bát bịa chó này cho vào dưới đi. Bịa chó này là đấy, tức là ốc của nó cho vào mật thôi. Thôi dùng đi. Sao vị vào thôi, dùng nhá. Nấu với đá bón bén này. Kia là món dồi này, món nướng này, món luộc này. Và đây là thịt vịt nha các bạn nhá. Nó phải dai mới ngon chứ. Đây, ăn món đồng dồi này này. Mời nhá, mời nhá. Đây, nước mắm đây đúng không? Không, cái kia là chèo. À, nước mắm kia. Món tôm. Ừ, món tôm. Thế này ngon lắm rồi, cực kỳ ngon luôn đấy. Chấm cái này được không ạ? Đây tới canh chó này. Canh vịt thôi. Cái hao chi bơ lông này các bạn sẽ sao vẫn chưa? 7 tháng rồi không? Từ mày ấy ở lông sáng qua đi mua xăng lúc nó còn 10 xưa à? 16 à? Chiều 3 giờ đến 12 thì tính ra mất. Anh là trước kia mua 19 rưỡi xăng chưa đi xe tô ấy. Trồng nhãn trồng xoài nữa lại khá mẹ trồng. Canh măng cũng ngon lắm, măng này măng dê. Măng này măng rất thon tuổi, có quả lắc hình. Đây này canh nó xuống. Sắp hết bể. Anh có để lâu rồi. Cứ nằm bên đây cái này. Mời nhé, tự nhiên nhé. Chi liêm lông đi. Là dày của nó, to quá. Anh hưởng nửa nằm đi. Anh làm một nửa, còn dở. Vợ chồng anh khoe quả thì cũng được thôi, nhưng mà anh tính là này nó còn đau thì mới thua cái này. Những cái này thì anh sẽ thu được nhanh hơn. Chơi ngắn ngày thôi. Mà quả thì mới nó rụng quá. Nồng mới hai mươi ai chén nào cũng còn đau. Đục khơi à? Mấy phải đi. Ở bên A đảo. Ở bên A đảo à? Bên A đảo cái đồn khởi chứ không có nào. Hết rồi. Mới giếng hết nè. Ơi mày. Nào nhớ nào. Mày ơi. Chỉ mướt miếc cái xe tăng. Nó thay đổi cái này nó kệ cả sáng. Hai chiếu à. Phải đây. Đây qua. Uống rồi nhé. Bà tay tí nào nhỉ? Sức khỏe nhá. Ăn đây còn nhiều thức ăn lắm. Gần no rồi nhỉ. Phần đó đi làm rồi. Ba đứa củ. Nó khôn hết rồi. Khoa đấy còn nhiều thứ làm quá tiếp xúc đầu tiên luôn. Kiểu tâm lý đấy. Bác sĩ nào lúc nào cũng
nó không phải bán tả sơ tác nên hết là nên nên đa và đọc để thấy này nhiều nhiều hoa bên sóng trái đi nào nhiều hoa trái nó mấy mấy rồi đấy thôi chị nói đi mai nó đủ hết ra sóng trái thấy đâu đồng khởi chén nhở đâu quá đợi ừ đồng khởi chén đi rồi chúc sức khỏe nhá chú Triều 2 tháng nữa có quả bán nhá rồi 3 tháng đi mai bán luôn không ở nhà thì nhiều rồi nhưng mà ở trên cái công trình mấy này sớm hơn không được nhìn chúc sớm hơn đi chúc sớm hơn à nhưng mà thời gian nó không phải tầm đấy thì mới có quả được ơi mời nhá nó lên giảm phát nó lên giảm rồi quả núi xanh ấy chắc phải tầm một tháng nữa là được có khi hai chục ngày nữa cảm ơn là bò nó đã cho má rồi mới xả xuống luôn nhà này hai tuần cây bí xanh nó lên được khỏe nhỉ bởi vì bây giờ nó lên gần đeo giảm nó chụp có chối quả nhớ ăn nhưng đâu chú Triều này ơi chúc sức khỏe nhá chúc chú là đạt được như bài tính nhá đây thôi. Chỉ cần đạt những bài tính là được rồi. Đây. Chào à. Thôi rồi đó. Rồi sẽ xảy ra. Ở đây ha. Kể ai mà điều khiển. Ai điều khiển đấy cái này. Cáo này ai ô thì phải chứ. Này hai mâm kia thì nghỉ hết rồi mà này. Ba con cá. Nhà đấy mà. Chỉ ít. Nói chung bị ỉm chích. Giờ mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình.